Sầu riêng đang ra bông ở cái giai đoạn thời điểm này rất là mẫn cảm với nhiệt độ. Sau Tết, nhiệt độ trên lệch giữa ban ngày và ban đêm rất là mạnh. Ban ngày 37 độ C, ban đêm 20 độ C. Vô tình chúng ta tưới nước vào buổi chiều và bà con chúng ta lại có một cái sai lầm và cái thói quen là tưới nước ở trong góc rất là nhiều. Thế nên vào ban đêm nó tụt cái nhiệt độ tạo một cái ẩm độ cao và thời tiết ở bên ngoài á, Ví dụ nó 20 độ thì ở dưới góc mình nó ướt nữa thì nó sẽ tụt thêm 2 độ nữa. Làm cho cái nhiệt độ của cây nó trên lệch giữa ngày và đêm khá là cao. Nên nó sẽ rất là dễ rụng do sốc nhiệt. Cái này bà con do cái thói quen. Bà con chúng ta lưu ý là chúng ta nên tưới nước vào buổi sáng. Chúng ta tưới nước vào buổi sáng á, thì đến khoảng tầm trưa. Cái mặt đất của bà con á, cái vườn của mình á nó cũng mát mát, nó dịu dịu. Nếu như chúng ta tưới vào buổi chiều thì tất nhiên là nó sẽ lạnh thêm, cái điều đó mình cũng đã giải thích. Cái vấn đề thứ hai nữa bà con tưới ở trong góc. Đây là một cái thói quen mà bà con hay tưới giấy, giấy mà cứ giấy ở trong góc thì cái mặt trời nó đi qua đi lại, nó đi qua đi lại nó rọi ở bên ngoài không à. Nó không có rọi được vào ở trong góc thì vô tình cái nước ở trong góc nó lại tạo thành một cái ẩm độ về chiều và về tối về khuya cho cây chúng ta nó tụt cái nhiệt độ cộng với trong cái giai đoạn mà sổ nhị bà con không có chịu cào các cái rác cái đài ở trong cái góc ra để nó ẩm độ thì cây nó lạnh và cái sự này là sự sốc nhiệt nha bà con bà con chúng ta lưu ý về cái vấn đề tưới nước một cái uý quyết nho nhỏ nhưng cái tác hại của nó hay cái lợi ích của nó cũng rất là lớn. Bà con có thể theo dõi cái video này để chúng ta biết thêm. Và để lại những cái bình luận nếu bà con thấy cái vườn này nó rụng vì cái lý do nào khác, bà con có thể để lại những cái bình luận, các anh em kỹ thuật hỗ trợ cho bà con cũng như là chúng ta cùng nhau học hỏi.